Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin phép quý vị và các bạn tôi quay trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi. Thì thưa với quý vị và các bạn, hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang có về rất nhiều xe Toyota Vios ở cái phân khúc hạng B để phục vụ cho anh em chạy kiếm Tết các bạn nha. Tại vì là từ giờ đến Tết rất nhiều anh em mua xe về chạy dịch vụ kiếm Tết, cho nên là đúng cái thời điểm này thì tôi nhập về rất là nhiều xe các loại Toyota Vios các bạn nhé. Vios City thì tôi đang rất là nhiều. Hiện nay tại cửa hàng thì còn rất là nhiều Vios đủ các màu đây các bạn này. Từ màu trắng này, rồi màu đỏ, màu vàng, màu xám, màu bạc, các thứ là đều có hết luôn Toyota Vios nhé. Và các đời từ 2017, 18, 19, 20 cho đến đời 22 luôn các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều Vios đấy ạ. Và giá thành thì tôi đang bán toàn bộ từ giá 350 triệu cho đến 450 triệu các bạn nhé. Đấy, từ những đời 2017, 18 đến đời 22. Đấy, cả số sàn, số tự động đều có hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, hiện nay tại cửa hàng chúng tôi còn rất là nhiều những các xe khác. Như hôm nay tôi chủ yếu là giới thiệu về những chiếc xe Vios phân khúc B sedan dành cho anh em chạy dịch vụ các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe Toyota Vios này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe Toyota Vios này các bạn nhé. Đấy, với những chiếc xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng đây, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả máy móc còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, giá thành thì rất là rẻ rồi, chúng tôi đang bán chỉ từ 350 triệu đồng thôi. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc xe Hyundai i10 đây. i10 này chúng tôi đã bán rồi và đang chuẩn bị đi sang tên cho quý vị và các bạn. Và đây nữa là một chiếc xe Honda City màu xanh. Chiếc xe này thì đang dọn dẹp lại một lần nữa để giao cho khách thôi. Chủ xe cũng đã bấm biển mới rồi đấy ạ. Đấy, GT thì đã có bán rồi, có biển rồi, i10 cũng có khách đặt rồi. Đấy, và đây toàn bộ lại là những chiếc xe Toyota Vios các bạn nhé. Những chiếc xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng đây thì tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe Toyota Vios tại cửa hàng chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, Tiana này, Honda CR-V Mỹ này. Đấy, chúng tôi hiện nay cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều các loại xe quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.